Hôm nay mình nấu bún riêu mọi người, đó tôm khô, giò chả hay gì á, mình không biết nữa, với thịt bằm. Còn này là xương, xương để mình nấu, với da heo, một trứng vịt để mình đập vô, đập vào một xíu mình nêm, ấy ấy, còn giờ là mình thử này nè mọi người, mình thử dầu điều. Bên đây là nước mắm, đậu hũ, huyết. Cái này là rau. Hôm nay mình có mua thêm rau muống, bào sẵn luôn rồi. Mình hôm nay mua rau muống bào. Mình cắt cà chua xào qua xào lại á mọi người. Để cho ngon. Cái mình xay lại kiểu như mình xào sơ vậy á, cái mình vớt ra cái mình đổ nước vô luôn mọi người. Mình chỉ từng từng mm luôn á, kiểu như cách mà nấu luôn á. Giờ cái mình lấy ra nha. Thank you.
gà cái mình để xương nữa nè. Tiêu như cái này nè mọi người, ăn thịt cơm đó. Mình là có cái thêm cái đó mọi người, cái là thịt nó nồng hôm nào mình nấu phở mình sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện lần đầu tiên trong đời mình nấu phở không ăn được luôn mọi người. Người thấy vậy ha. Mình tắt nha mọi người, xíu mình là thôi rồi cái mình nó thêm mình cho mọi người xem.
nhờ nước sôi luôn nè, mình đỡ hết luôn để mình rửa luôn. Giờ mình tắt clip để mình hất bỏ các mọi người. Mọi người xem đến giờ này có thương mình thì like, share và subscribe cho mình có nha. Cái này là bún riêu đúng không mọi người? Giờ mình nêm mọi người. Để mình được nêm. Nước mắt. Chua phèn. Mình nêm để rồi có gì mình thêm nước mắm mình ăn á, nhạt nhẹ thôi cũng được. Mình cho vô mọi người, cho hết vô. Chóng mềm.
mà mọi người ăn với mình nha. Đó là mình chỉ từng chi tiết là mọi người nấu là ăn được á.